Yeah, hết rồi. Na. Cái tại, cái tại. Cái này rồi đây nè, có bạn mình. Dạ dạ khi ngạnh giỏi giống gì đó mà chết giờ mất rồi không biết ba nhỏ là ai lo ba nhỏ. Trong ngày nào thì mừng ngày đó. Yeah. Sao cô không có tính cái phương án là gửi anh chị vô trong trung tâm những người khuyết tật cô? Không. Thì mạnh giỏi thì mình lo đi về chừng nào mình có mắt thì mà muốn tới nước đó chứ giờ không đành bỏ ba nó nhỏ. Con lo không ai bằng cha mẹ hết. Yeah. Thương nó lắm tôi đâu có đành đưa. Yeah. Xuống dưới, con xuống dưới này. À, cầm vợ đi, cầm vợ đi. Ừ. Ngồi đây đây cho bé cơm ha. Dính vô. Dính vô đây nè. Ừ. À. Dính đây. Cài cửa vô con. Vô. Cái nhà này con thấy là có để cái bản tình thương là cũng phía bên người ta cho hả? Dạ. Anh Thành Quân có cho. Trời ơi. Ngồi đây đây, ngồi đây. Ngồi vô. Ôi da. Dạ, ở đây. Lôi vô đặng đút cơm nha quý vị. Ủa dạ. Chứ để ngoài đó là đút cơm sợ sợ lăn xuống dưới hả cô? Dạ. Nè con ra ngoài đi, con ra ngoài đi. Dạ, ok. Dạ. Thấy có cái anh này ổng như ổng nặng hay gì á. Ừ. Dạ. Dạ. Dạ lấy cái màn này. Nè làm thế này. Nè làm đây bát cơm nha. Ừ. Dạ. Thì thí dụ có tiền thì không nói gì. Rồi dạ. Bữa nào mà thất thoát quá không có rồi ăn gì cô? Cơm với gì? Khi mà có mồi, hụt vịt rồi đó. Gì đó ha? Dạ. Chứ còn ngoài ra là không có ăn cá hả? Dạ, cá sợi xương. Rồi, cá sợi xương cô cũng lo quá lắm. Dạ, có cá lóc rồi khi nút canh này kia, canh chua rồi đó thì dạ. Ăn được. Dạ con. Cái gì ơi chị Đúc. Dạ. Bà không ăn à? Cỡ rồi, ăn, ăn đi coi. Ăn cỡ mà. Ăn dưới đi chạy đi. Không bánh nữa. À, ba không chịu ăn hả? Dạ. Ba không chịu ăn kiểu cá gì? Đó. Thịt. Thịt ăn ha. Rồi khiêng vô. Làm sống. Mỗi lần mà mình tắm là mình rủ thằng cháu nội này là nó ở chung với cô hay sao cô? À. Trời ơi. Cô bưng ra. Là từ người hay sao cô? Tắm từ đứa vậy đó. Dạ. Bưng cái này bao dẹp vô được không? Ôi. Chứ ở đây mà chỗ này nhỏ mình đâu có chứa nhiều được. Dạ. Là con ở chung với nội hả? Lại đây cho chú hỏi một tí à. Cha mẹ đi nặng bỏ rồi cháu nội đó. Là ừ. Con ở chung với nội hồi đó giờ hả? Rồi con có đi học không? Con có đi học. Có rồi là mình nên là bà nội đó với ông nội là khiêng mấy chú này là chú con hay là cô? Chú. Chú hả? Rồi con cũng phụ nội vậy ha. Con thấy mà nội á mà lo cho cô chú gì nè, bị bệnh gì nè. Thấy có vất vả không con trai? Nói con trả lời con. Con ở chung với nội ha. Rồi thí dụ cô chú là bệnh mà bằng đêm mà nó có la không con? Có rồi. Đồ chơi chị kìa. Giật đồ chơi chị. Giật đó, nó biết nghe. Giật được. Chị la đó. Giật cho bà la kìa. Bà trời, giỡn, quyết giỡn. Thôi, có chị đó, để chị đi ra. Giật luôn. Giật cô. Có con này nè. Để đi cô, để. Giật bà la gì đó hả? Giật luôn đất. Bà trời, biết giỡn. Trời ơi, giật luôn đất. Giật. Giật mánh đây. Ôi, vào bị giật. La kìa. Cừ rồi, bà cừ rồi. Ý, giật rồi. Giật kìa, bà lớn lại gần đó. Thank you.
kêu bằng mà anh này á là cứng ngắc vậy đó hả cô? Dạ. Như thế nào cô? Nó nằm ngay giò ra như cây vậy. Dạ. Nó coi vô coi. Là ảnh vậy đó cô, ảnh như khúc cây vậy đó cô. Dạ, Thanh Trúc miền Tây xin chào cô chú anh chị. Thì bữa nay Thanh Trúc có lợi một cái hoàn cảnh, một người mẹ có ba người con. Thì cô chú ở đây người ta nói là gia đình này có ba người con là như cái khúc gỗ nha cả nhà, như là cái khúc gỗ gì á. Tại sao mà ba người con này như một cái khúc gỗ? Thì Thanh Trúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ một cái video người mẹ nuôi ba người con. Chuyện kỳ lạ là có ba người con này như là một khúc gỗ như vậy. Sự việc như thế nào? Thanh Trúc mời ông bà cô chú để theo dõi gõ. Thì con có biết được cái hoàn cảnh của cô á, là hiện tại là mình có ba người con bị bệnh đúng không cô? Dạ. Yeah. Cô cho con gắn cái mic cái cô. Dạ. Yeah. Cô ơi, con thấy á, nhà người ta á là có một người á là đủ mệt rồi. Và nhưng mà cô ở đây á là tới ba người lận. Cô có thể chia sẻ cho con là người nào lớn, người nào nhỏ không cô? Đây là lớn. Anh tên, đó tên gì cô? Tên Việt. Việt. À, kế tiếp cô này, Trúc Nguyễn Thị Trúc. Dạ. Là cô này là cô con gái hả? Dạ con gái. Cô con gái, anh này người trai. Trai Út là Tên Đức. Ông lấy tay đi, ông quậy quá nó sùm kìa. Tháo rồi. Dạ. Dạ. Dạ cô là như vậy đó là con thấy là mấy chị này là chơi đồ chơi nè. Dạ. Trời ơi. Cầm chơi tối ngày vậy đó. Ở đây có ai nghe không cô? Anh này nghe không? Nói ông nghe. Nói em biết nghe chứ em cũng... Chào anh nghe. Anh ơi. Nè. Chào anh. Mắc cỡ hả cô? Mắc cỡ. Rồi là... Là cô. Là ở trên này là cái mình khiêng xuống là để cho xuống đây nó nằm mát hả cô? Dạ. Cho nằm cho mát mẹ. Trời ơi. Rồi ở đây rồi cô mà nằm thí dụ á, cô mà không canh rồi nó dễ lọt này lắm. Nhưng mà cô cũng có ngồi canh chừng nào có ăn cơm rồi mới có tắm rửa mới đem vô nhà. Vậy ha. Dạ. Tắm rửa mới đem vô nhà. Dạ. Cô ơi cho cô hỏi thì nhà mình có bao nhiêu người con cô? Năm đứa mà hai đứa lớn thì có chồng vợ cũng nghèo khổ cũng đi mà ăn. Có hai chồng già ở nhà nuôi con ba đứa nhỏ nè. À, năm người con hả? Dạ, hai đứa lớn thì không có sao. Không có sao. Dạ. Rồi sao mà cái này là nguyên một dãy ba người sau này đều là bị tật nguyền gì luôn đó cô? Dạ, sanh ra là gì không? Dạ, hồi đó đâu có bị ngừa gì đâu, đó là khổ đó gì đâu, dạ. Có biết ngừa đi khám gì đâu, sanh gì thôi, tới giờ sanh, ngày sanh thì sanh, chứ không có gì khám. Con thấy ở đây là một người ta lo là cũng đủ mệt rồi, dạ. Mà cô ở đây á là tới ba người con, dạ. Thì con thấy cô vất vả quá nè. Cực lắm chú ơi. Rồi như vậy cô, rồi tắm rửa rồi thí dụ mà đút cơm này kia rồi là ai cô? Thì miếng ổng không có đi mặn để nhà ổng tiếp đút tiếp, mà không ổng đi mặn thì mình nên đút. Rồi chú bữa nay con lại là con không gặp chú nè. Chú ổng đi mặn này chú ơi. Đi làm mà. Dạ. Là nói chung là hai cô với chú là đi cũng phải chừa một người ở dạ. Nhà hả? Nhà chứ đâu có đi hết, bỏ ở nhà. Trời ơi. Đây này là chị gái nè. Chị này nhiêu tuổi cô? 32. Cho tôi đồ chơi được không? Cho tôi kìa, cho chú kìa. Cho tôi đồ chơi được không? Cho tôi đồ chơi được không? Dạ chú kêu kìa.
Chị này là con thấy cầm đồ chơi hoài luôn hả? Dạ. Đòi không? Đòi không? Chơi vậy đó, ai giật cũng làm dữ lắm, la chứ. Khi đó nó giật cũng la làm. Ê, anh, kêu anh giật coi. Nè, đứt, đứt. Giật đồ chơi chị kìa. Giật đồ chơi chị. Giật đó, nó biết nghe. Giật được. Chị la đó. Giật cho nó la coi. Nó kì, giỡn, quyết giỡn. Thôi, có chị đó, để chị đi ra. Giật luôn. Giật cô. Có con này nè. Đại cô, để giật ba la gì đó hả? Giật luôn đất. Bất trừ, biết giỡn. Ôi, giật luôn đất. Giật. Giật mánh đây, ôi, vào bị giật. Cừ rồi. Ý, giật rồi, giật kiểu ba lớn lại giật đất. Đưa cho chị đi ra. Đưa cho chị. Cho chị ha. La làng nè. La lại, nè con nấm này nè. Dạ. Cừ người ta. Cái hồi nó quậy dữ lắm này nè. Đánh nè, quậy đánh sao cô? Quạo. Cô ơi, dạ. Cho con hỏi như vậy á, là sinh hoạt mỗi ngày dạ. Của hai anh ở đây với một chị ở đây nè. Rồi dạ. Chú đi làm như vậy rồi thu nhập một ngày bao nhiêu cô? Tiền hả? Dạ, thu nhập á. Chú làm gì cô? Khi ổng tâm mướn hay làm lạc giặt không mà chứ ừ. Con ổng có bệnh trong mình đó giờ dạ. Có không mặn tiền ngoài đồng chú, được. Chú có đi xả lúa này kia nọ không? Không, bị ổng có bị gan đó. Vì ổng làm chung là đi làm cỏ này kia được. Cỏ rồi ít rồi được. Ngày nhiêu cô? Ngày ít chục ngàn, khi nắng lên ổng đâu có mặn như người ta dạ. Đúng buổi. Khi mặn cũng khi buổi thì ông về rồi. Tiếp ba đứa nhỏ nè. Trời ơi, cái này là mệt lắm. Dạ. Cô, cho con hỏi thì như cái lần đầu á là cô sanh á cái anh đầu tiên là anh nào cô? Thứ hai đó là anh có bị gì không cô? Không. Rồi kế tiếp nữa cô? Kế tiếp thì gái thứ ba. Có bị gì không cô? Cũng không có gì. Cô kể từ đầu cho con còn cái gì được biết cũng cô? Bình thường vậy đó, cũng có chồng có vợ hết trơn rồi. Vậy nó cũng đi mặn. Rồi sao cô? Thứ tư cô? Thứ tư là ngày. Ngày thứ tư, cô này thứ năm nè. Cô ơi. Dạ. Cô có biết tại sao mà mình sanh ra mà con mà bị tật gì không cô? Cô kể cho con nghe coi cô. Cô kể hay mình tại mình số mạng mình cắt thiếu nợ nó hay sao mà cũng dạ. Cắt thiếu nợ nó nên trả nó chứ sao giờ mình cũng không. Dạ. Lần đầu tiên á cô sanh là một cái người đó dạ. Thì cảm giác cô như thế nào và tiếp tục người thứ hai, tiếp tục người thứ ba, cô chia sẻ cho con và mọi người được biết. Thì hai đứa lớn thì không sao, mình cũng không có gì mà cũng mừng. Thì sao sinh này ra cái nó nằm luôn, cũng giàu lắm, cũng lo dữ lắm. Mà đời hồi đó khổ đâu có đi khám thai với gì đâu. Vì cái sinh ra ở trong này đâu có vụ mà đi xe cộ cũng khó khăn, đâu có xe cộ gì đi đâu mà khám thai mà giờ sao sanh này nha, nó nằm luôn vậy đó. Cũng sợ dữ lắm. Không sợ khám là bác sĩ không có cho biết hay là hồi đó không có đi khám cô? Không có đi khám. Có thằng này nè, thằng này sao là mới đi khám xuống chuyên khám mà cũng nói cũng bình thường, cái thai không có gì. Mà sao sanh ra cái đúng giáp của tôi rồi lên cái nó nằm luôn. Ôi ơi, vậy đó cô. Dạ, còn cấp 6-7 tháng thì không biết nó có tật. Dạ. Cũng bình thường như con nít người ta vậy. Nói chung là cấp cô sanh những cái người con này ra dạ. Là đầu tiên đó là không có gì xảy không, ra hết. Không có gì chứ. Nhưng mà càng ngày càng lớn thì nó càng giáp của tôi lên là nó nằm luôn. Con thấy mình một mình cô á. Dạ. Lo rất là vất vả luôn. Dạ. Trời. Cũng sanh một đứa này, cực khổ nhất lắm thấy mà sợ dữ lắm. Sanh sao này thằng này sao nó cũng đi ra vậy, cũng 6-7 tháng cũng tập cho nó đứng này kia cũng dữ lắm nè, tập dò bóp tay vậy mà không được luôn cô. Dạ. Con thấy chứ một đứa là muốn cực muốn chết rồi. Dạ. Sợ với dần sao ba đứa này cũng đi ra. Có khi nào á cô ơi, có khi dạ. Nào á người bước ta á nói cô á kêu dạ. Gửi mấy anh chị này vô trung tâm dạ. Người khuyết tật không cô? Cũng có người vận động cũng nói gì lắm mà ta nuôi không bằng mình. Sao cô? Dạ, thì mình mạnh giỏi ngày nào nuôi con ngày nấy mình mừng đi chứ cũng
chứ mình cũng không đành đưa cho nó vô trong tù nghiệp, không ai nuôi bằng mình Trời cho cha ơi. mẹ. Giờ thấy hoàn cảnh thấy ngày nào hay ngày nấy thì sao vậy? Rồi cô là hồi nãy chia sẻ với con là cô với chú là đi làm thuê, nói chung là ai mướn gì làm nấy hả cô? Rồi con cái của mình có chu cấp cho mình không cô? Nó cũng lớn cũng nghèo khổ cũng khổ, cũng cho họ đỉnh vậy thôi chứ cũng đâu có cho nhiều, Nói đi cũng đi bằng ăn vậy, lâu chung lâu là con thì cô thì người nào người nấy cũng khó khăn khổ, ha. khó khăn chứ đâu có giàu có gì. Tại nói anh giàu có thì cũng lo tiếp em cũng mừng, rồi đứa nào cũng khổ chân tôi. Rồi cô ơi, cho con hỏi thì như vậy á, thì mấy anh nè, thí dụ mà bệnh á, nhẹ thì không nói gì, bệnh mà nó hơi nặng thì mỗi lần mà chở đi á, đi lại trạm xá đồ á, thì như thế nào cô? Thì cũng khi nó bệnh thì nhẹ ấy thì mình cũng mượn ta chở mượn xuồng đi chứ đâu có chở xe được Cái đâu. xe không được hả cô? Bị nó ngồi quinh quang khó lắm, mượn có ta chở giùm ta mấy cũng mấy mượn. người mấy người này là cô là khiêng đều nổi trơn hả cô? Cũng lo ẩm thấy chứ nạ cũng Ừ. nặng lắm. Cũng lo thấy chứ sao vậy. Con thấy cô là một người phụ Hồi nữ nhỏ thì nó đỡ, thì lớn nó nặng, có ổng thì ổng nhà thì ổng khiêng tiếp rồi tắm rửa, còn không có thì cũng ẩm le ne đi vô tắm tí cái này lôi. cho con hỏi gì nghe cô, có khi nào là mình suy nghĩ á, là tại sao hai đứa đầu không có gì mà tới ba người này sanh ra, đó là cô nói với con đó là sanh ra đầu tiên á là bình thường, mà nhưng càng ngày càng lớn đó là mấy anh mấy chị ở đây là đi không được hả cô? Dắt cái tôi lên là nó đi không được, nó nằm Em đi không. cho con hỏi nha, có nhiều khi á cô với chú á suy nghĩ tại sao mà như vậy không? Cũng suy Mình nghĩ nó không nói biết. chung là suy nghĩ là một người á, sanh ra một người là đủ mệt rồi, mà tới người thứ hai cũng đã đủ đuối rồi, mà tại sao tới người thứ ba luôn cô? Cũng mình cũng không biết làm sao, nó suy nghĩ không biết số cái mạng cách cái mình. cách mà sanh tới cái người thứ hai nè thì thấy lớn á cô, chia sẻ cái cảm nghĩ là cái người thứ hai thôi, cái chị gái này nè thứ hai, nhưng mà biết mà bị bệnh như vậy rồi, cô với chú suy nghĩ sao, cô chia sẻ cho con coi. Cũng suy nghĩ nhiều, nó không biết sao sao mà mình đã sanh đứa đầu, đứa thứ tư là nó vậy rồi, mà cũng sợ, lo sợ. Sao mà sanh tới cô này ra cũng cũng lo sợ lắm, mà không biết mình không suy nghĩ làm sao. Tôi nói ổng sao mà sao mình khổ vậy con, đã nghèo khổ rồi gặp ba đứa con gì, làm sao mình sống nổi, mình đưa nuôi nổi ba đứa con. Nói trời Phật cho ban phước mình chứ sao giờ mình có nghĩ cách thì tại mình tạo ra thì mình ra. Có khi nào có người ở sớm đồ á, người ta có kêu cô là mới sanh ra, nói chung là hai người đầu tiên thôi, có kêu cô là đem vô trung tâm người khuyết tật không? Giờ mấy người xa là người ta cũng vận động dữ lắm, Những mà người ở suy xa nghĩ nha. Sao cô? nói thôi tạm nuôi ngày nào hay ngày nấy đi chứ con cái mình đưa đi cũng không đành. Chứ ai cũng nuôi con đâu bằng cha mẹ. Cô là một người mẹ thì cô ngoài 50 thôi, cô thì nói chung á, một ngày nói chung là mạnh khỏe thì không nói gì, cô mà bệnh rồi á, thì mấy anh mấy chị ở đây rồi ai lo cô? Cô chú thì cũng ngoài 50 hết rồi hả? Thì anh chị cũng có chồng có con, cũng đứa nào cũng nghèo khổ, mà lo cũng chắc không bằng cha mẹ, mà nó cũng khổ, có phải nó giàu có gì, nó chung góp nó nuôi tiếp em út thì mình cũng mừng. Mà đây ngày nào sống ngày nào hay ngày nấy mừng thôi, chứ không biết nữa, mắc giờ không biết làm sao. Ba đứa nhỏ nó bỏ đâu hết. Rồi cô mà bệnh rồi á, Chứ giờ theo tôi con được biết á là cũng bệnh hoạn trong mình dữ lắm, mà cũng gượng gạo nuôi chứ làm sao vậy. Nó dài cũng đau, nó đi khám bệnh mà chưa đi, nó bị bao đau. tử với nó làm như xấu quá cuộc sống đó, đi nó giật hoài, giật cuộc sống hoài. Là cô cũng bệnh nhiều lắm hả cô? Bệnh dữ lắm, nhìn mắt cũng mờ. Rồi như vậy nè cô, là ba anh, hai anh với chị ở đây nè,
Rồi như vậy đó, rồi con theo con được biết á, Dạ. cô với chú chắc bằng đêm chắc không ngủ được nhiêu đâu hả? Dạ. Ta khi nó mạnh thì nó ngủ được ngon giấc, còn mà nó hơi nóng nảy bên yếu cho mình lại cũng thức theo nó chứ đâu có, Quậy dữ lắm không cô? dạ nó quậy. Vậy. Lấy đồ À. chơi nghe. Ừ. Lấy đồ chơi luôn Dạ. kìa. Kìa. Trời ơi kìa. Rồi là một ngày á cô là tắm rửa vệ sinh cho anh chị đây là mấy 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 lần cô? Rồi hằng sáng rồi ẩm da là rửa giấy tắm rồi giờ mới đút cho nó ăn ăn sáng rồi Dạ. giờ cỡ 10 giờ 11 giờ mới ăn cơm Dạ. giờ cái bắt đầu thay cặp nữa giờ đái rồi đó giờ bắt đầu cái 2-3 giờ cái tắm với chiều cái tắm nào nữa có mình nên là mặn Sao? Anh lo sao? tội nghiệp thì sáng là ăn sáng sớm rồi đó nó ôm thêm một cháo nước mì Cô cho nó ăn Thu ơi, dạ cho cô hỏi thì nhiều khi á, cô nhìn thấy á, con của cô như vậy nè, không bằng người ta và không bằng anh chị á, dạ rồi cảm nghĩ cô như thế nào cô? cũng thương nó lắm không thương nó Dạ. hết chứ. Cũng tiếp người sinh ra mà nó bệnh tật thì mình thương con không hết Dạ. chứ mình bỏ đâu giờ đâu có quýnh đập nó tội nghiệp nó tại số mạng nó gì rồi ai muốn gì đâu chứ cũng tiếp người sinh ra người ta đi lành lặn thấy con ta đi thấy tội nghiệp con mình ngồi ở chỗ cũng đáng thương nữa Có chứ khi cô á, ví dụ mà sanh tới ba người con ra như vậy á, cấp đầu thì không sao, tự nhiên cái càng ngày càng lớn là bị bệnh nặng. Cô có suy nghĩ là mình thiếu nợ mấy anh chị đây không? chắc mình chắc chắc mình có thiếu nợ nó gì đây mình phải trả nó chứ sao Trong giấc ngủ rồi cô có nằm mơ ví dụ thấy trả nợ cho mấy anh mấy chị này kia đâu không? không có Nhưng mà mình thiếu nợ dạ ha. Rồi anh ở đây này. Ở đây là ai cũng mà nói chung là cũng có thằng này nó hơi nặng nó nằm không à Dạ. còn hai đứa này thì ngồi được Anh đó là con thấy là nằm giờ ăn cả nỗ lực. ăn nằm gì cũng đúng nó nằm gì không à chứ không có ngồi như mấy nơi này Rồi vệ sinh cô có bẩn tả không cô? không có Là cô là đều thai. dạ Rồi đi cầu này kia rồi rồi tự làm không mà chứ trời nó đâu có ơi. nói gì đâu thì nó tiểu hiểm nó gì nó đầy cái là bà ba đứa đổ lượt vậy đó dưỡng chết vậy Trời ơi, một lần vậy đó cô. dạ khi ngày tí khi ngày chụp bụng khi đứa 2-3 lần không chừng khi thời tiết nó xấu ấy đó đường ruột nó không tốt cái bắt đầu ngày mỗi ngày mỗi ì dạ khi ngày đứa 2 lần không có chừng khi 2-3 ngày lần không chừng khi mình đợt có phải nó biết nói rồi ỉa đái mình cũng đỡ Cái tai mà chị này con thấy là tật nó bị hồi nám hết nhỏ trơn nó cô. cấp mới vô đây cái sàn cao lắm giờ cái nó nằm cái nó té xuống nó trỏi tay đó Gãy tay luôn. dạ Hay thằng chi kìa. trỏi Mấy cái tay xuống anh ở đây thấy ông nào ông lấy. Ông đó năm nay bao nhiêu cô? này 33 tuổi này nè Mà chị này 32 này 27 28 thôi tuổi con trâu đó như là 33, 32 dạ là 51 đó hả? Đúng rồi. Cách năm. này 33 33 anh này là 31 chứ 31 này tuổi tuổi con dậu nè tuổi gà 2 cũng 2 năm đứa chứ không có năm Như một 31 anh dạ này cờ này bị còn có thằng anh nữa thằng anh bỏ bỏ hả? giáp vào tôi nó bị hồi đó sống té nước đó Là ông anh đó hả? dạ dạ Trời ơi, là để xanh này là anh này xanh đôi hay sao? không anh á anh á cái này Cái anh đó là dắt đôi tôi té xong hả cô? nè dép ai mới vừa dép ai Sáu tôi người con. sáng rồi Nhưng mà bỏ người bỏ hết một người. dạ Rồi tới ba người này là bệnh như gì không hả cô? dạ Trời ơi, cái gì ơi. Cô thì còn sức khỏe thì còn lo cho anh nói với gì chị.
Còn mà nói chung đó thì người ta mà đâu có lọt như mà cua được. Dạ. Rồi mấy người này không biết cô đau gì đó cô. Dạ. Trời ơi. Cô cũng bệnh dữ lắm chứ bộ. Khám ra chắc bệnh chứ. Dạ. Không biết sao mà nó tin dạ. Mấy bà là sợ thẳng có nước hay gì không biết. Dạ. Rồi nó lói lói. Cố gắng uống thuốc vô đi cô để dạ. Cô lo cho mấy anh ở đây, mấy chị uống ở đây. Uống thuốc hàng ngày rồi chứ. Chứ cô mà nằm xuống rồi á thì ba nhỏ nè, không biết làm sao. Cô không biết làm sao. Ai đâu lo. Có khi nào mà cô đi xa đó, cô dạ. Với chú á. Dạ. Cô với chú mà đi kêu bằng mà ta bệnh rồi đi khám rồi đó. Rồi mấy anh mấy chị nhà rồi sao cô? Nhờ người ta hay sao? Nhờ người ta luôn. Giữ giùm. Giữ giùm. Thôi nhắn anh ấy có khỏe gì coi giùm ngày hai ngày vậy đó. Là mấy anh của mấy anh mấy chị đây gần đây không? Cũng đi mặn ở Bình Dương rồi chứ đâu có ai đây. Nói chung là chừng dạ. Là bờ cô thí dụ quá là cô nhờ mấy anh gì lo ha. Dạ. Nhưng mà đâu có bằng mẹ đâu. Bởi con gì? Không biết đó. Mẹ là nói chung mẹ. Là bao la. Dạ. Bữa hổm hôm ba lễ 24 tháng 9 gì nè. Dạ. Ông cũng như nhập viện. Cô hả? Ông á. Ông rồi bị... cô đi nuôi hả? Chứ ai nuôi? Thì không có mà em đó, mượn em đó nó đi nuôi giùm. Em ha. Chứ cô đi rồi mấy... Rồi đi thì bỏ ba nhỏ rồi ai tắm cần lo. Tắm rửa rồi thay đồ dạ. Sao? Đó. Cũng nhờ dạ. Anh em ông cũng đâm á. Dạ. Giờ là mượn người này người kia nuôi tiếp. Dạ. Dạ. Giật kìa, giật đồ chơi quá đi, giật đồ chơi quá. Giật đồ chơi. Dạ dạ dạ, đó, giật đây con. Giật đồ chơi quá coi. Dạ. Rồi, nè, giật kìa. Kêu quá giật đồ chơi. Bắt được kìa. Kêu giật là giật liền đó hả cô? Biết nghe đó, nó biết nghe. Giật luôn anh. Giật luôn. Giật đồ chơi quá coi. Có chị đó. Giật nha. Giật mạnh đây. Giật mạnh đây. Mấy đứa con. Công Bình này. Ôi ơi. Rồi như gì cô? Theo mà con biết đó cô. Dạ. Mấy anh ở đây á mà trời mưa đồ á, trời gió đồ á mà lạnh đồ á. Cũng la không cô? La. Trời gầm không sợ. Trời gầm sợ hả? Hát 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 làm đi lắm. Kìa kêu kìa kêu kìa. Kêu kìa, kêu kìa. Chị kêu kìa. Ngủ bằng đêm mà nghe trời gầm la dậy hay ừ. Ơi. Ừ. Ừ. Làm gì đó? Ừ. Nó nói vậy đó, nói chuyện vậy đó. Ờ. Thấy quen rồi đó kêu. Rồi. Ai mà lại nhà lại hai lần là lại nó biết rồi đó, mừng. Mừng dở lắm. Ừ. Xuống dưới cho con xuống dưới này. À, cầm vợ đi, cầm vợ. Ừ. Nè, ngồi đây đây cho bé cơm ha. Dính vô. Dính như thế nè. Ừ. À. Dính đây. Cài cửa vô con. Chứ nó tuột dây ra. Nó. Cái này là mình dắt mà dắt trưa là mình đem ra đó cho anh chị mát rồi xong rồi ăn cơm là mình bắt đem vô đây hả cô? Dạ. Cơm. Ừ. Cái thơ ngon phải lập té. Dạ, người ta cho hả? Dạ. Anh Thần Quân có cho đó. Trời ơi. Nào đây đây, ngồi đây. Ôi dạ. Dạ, ở đây. Lôi vô đặng đút cơm nha quý vị. Ôi dạ. Chứ để ngoài đó là đút cơm sợ lăn xuống dưới hả cô? Dạ. Nè con ra ngoài đi, con ra ngoài đi. Dạ, dạ. Nè. Con thấy có cái anh này ổng như ổng nặng hay gì á. Ừ. Dạ. Dạ. Dạ lấy cái màn này. Nè làm thế này. Nè làm đây bát cơm nha. Ừ. Dạ. Đây là sao không đói quậy hả cô? Dạ. Chàng ơi kìa quý vị. Một cái người mẹ mà lo cho nước rồi, uống nước. Ba cái người con. Nước là cô cũng đổ vậy đó cô. Dạ. Uống vậy không? Uống nước ăn cơm. Ôi dạ. Ừ. Ngồi đây mà rút ra. Ngồi đây mà rút ra. Nào, uống nước rồi ăn cơm. Tráng miệng.
Dạ, nằm ngay đây. Đúc nha. Cơm đó trang nước thịt dưới đó hả cô? Dạ, nước thịt đó. Nước thịt sắc. Rồi nha. Như vậy rồi thì thí dụ có tiền thì không nói gì. Rồi bữa nào mà thất thoát quá không có rồi ăn gì cô? Cơm với gì? Khi có mồi, hụt vịt rồi đó. Vậy đó ha? Dạ. Chứ còn ngoài ra là không có ăn cá hả? Dạ, cá thì xương. Rồi, cá sợi xương cô cũng lo quá lắm. Dạ, có cá lóc rồi khi nó canh này kia, canh chua rồi đó thì dạ. Ăn được. Dạ con. Cái gì ơi chị Đúc. Dạ. Bà không ăn à? Cỡ rồi, ăn đây coi. Ăn cỡ không? Cỡ không? Ăn dưới đi chạy đi. Không bánh nữa. Bà không chịu ăn hả? Vậy bà không chịu ăn kiểu cá rồi đó. Thịt thịt ăn ha. Cơm. Thịt thì ăn, cơm không ăn hả? Thịt thì ăn, cơm không ăn hả? Ngã à, ngã à. Không ăn thôi, chút ăn. Đi mới ăn cơm đây nè. Cho bà ăn chuối đi. Sáng bà nấu cháo cho nó ăn, cho cá. Nấu cháo dễ chơi rồi. Chơi, không ăn, chưa ăn luôn. Không chưa ăn luôn cái gì. Ôi ôi, cô cũng vất vả quá trời luôn, ổng không chịu ăn luôn cái gì vậy cô ơi. Ăn đi con, đừng chụp, chụp, đừng chụp. Ăn. Không chịu ăn rồi cô ơi. Mất cỡ rồi. Mất cỡ hả? Vậy mất... là mất cỡ đó hả cô? Ừ, mất cỡ, lại là mày ấy rồi, ngay. Ngồi đây con. Mất cỡ. Có người là mắc cỡ gì nữa hả cô? Dạ. Ôi ôi, cũng biết mắc cỡ quá chứ. Bộ mắc cỡ tôi hay gì? Ăn đi con. Lắc đầu rồi kìa. Cô chú. Nè, ăn chuối cho con. À. Trời ơi, mắc cỡ. Thôi. Rồi, không ăn thôi. Thôi, mấy anh chị mắc cỡ rồi. Cô lau mình chưa cô? Ăn rồi mới lau hay sao? Dạ. Ôi, cô cũng vất vả quá trời luôn. Đút à. Cơm nè. Rồi phải là rửa tắm này kia đồ. Rồi người ta á, dạ như có khi nào á cô, người ta nói là ở nhà là một người là đủ mệt rồi. Mà tới bà tới ba người. Có ba khi, người. Có khi nào người ta nói gì không cô? Cũng người ta có rồi, người ta nói là. Dạ. Cũng người nghĩ tới nói sao mà gia đình này mà giữ thằng. Dạ, sao không cô? Sao. Ta nói cô làm sao? Nó không biết sao gia đình mà đâu mà tật đâu mà giữ thằng vậy. Yeah. Yeah, cái này là cũng đâu phải là bệnh tật đâu. Ủa, nói chung không phải là bẩm sinh mà cô sanh ra là cũng bình thường hả cô? Dạ. Yeah. Nhưng mà càng lớn hay sao cô kể cho nghe. Càng lớn thì càng ngay dò ra gì cái nó nằm, nó nằm luôn, không ngồi, không đi, không đứng gì trơn. Giật đất đó là đau lòng rồi đó. Là một cái người mẹ này cũng phải lo nữa. Cũng phải lo nữa rồi. Nói gì? Nên là dịnh cái cây đó đi. Để chìm vô. Dạ. Con, ăn đi, ăn giết đi, đi tắm nè. Ăn giết tắm rửa kìa. Ông nghỉ ăn rồi. Ăn cơm đây. Ăn cơm. Cơm đi con. Cơm đi chị. Đừng. Ôi, bà cười kìa, bà thấy người quen là gì đó hả cô? À. Kìa. Ăn cơm, không ăn cơm đi con. Để đói à. Ăn cơm đi. Trưa rồi đó. Ăn cơm đi. Ăn miếng cơm đi để đói thôi. Ha. Ở đây là cô là phải sáng là mấy giờ mấy anh mấy chị mới ăn cơm cô? Ví dụ á, mỗi ngày á. 10 giờ 11 giờ vậy ăn cơm giờ có cơm là 11 giờ mấy. Mà chắc này cũng 10 giờ mấy gì. Dạ. Bị giấc sáng ăn sáng rồi. Dạ. Không ăn cơm đi chị ơi. Thứ là ăn cơm cũng 11 12 giờ mới rồi. Mà dọn dẹp xong là 12 giờ đúng. Không ăn đi đói nè. Ăn cơm kìa. Đói con. Biết rồi con. Thôi ăn miếng cơm đi, đừng nói chuyện. Nè, ăn đi để đói. Thấy không? Ấm vô. Ăn đi để đói kìa. Đó, ăn. Ăn, ăn hết à. Mấy ổng cũng ăn, cũng kén quá trời chứ bộ. Nè, uống nó đi ăn cơm. Cơm.
Ngon không? Nè, thịt không nè, ăn đi. Cho có mà. Ăn đi con. Nè, uống nước đi ha. Nước vô. Đổ cái gì không đó hả con? Nè, ấm nha. Ăn miếng này để đói rồi con. Trời, bữa nay ăn cơm. Nè, uống nước rồi con. Uống nước kìa. Uống nước rồi ăn. Nè, không nước ăn. Ông này cũng mất cỡ nè. Cô như vậy á, cô cho con hỏi thì nhiều khi á, cô mà còn sức khỏe thì còn lo cho anh chị ở đây. Rồi, khiên cho nó. Làm sống. Mỗi lần mà mình tắm là mình rủ thằng cháu, thằng cháu nội này là nó ở chung với cô hay sao cô? Trời ơi. Cô bưng ra. Là từ người hay sao cô? Tắm từ đứa vậy đó. Dạ. Là bưng cái này bảo dẹp vô được con. Chứ ở đây mà chỗ này nhỏ mình đâu có chứa nhiều được. Dạ. Là con ở chung với nội hả? Lại đây cho chú hỏi một tí à. Cha mẹ đi lần bỏ rồi cháu nội đó. Là con ở chung với nội hồi đó giờ hả? Rồi con có đi học không? Con có đi học. Có rồi. Rồi là mình ơn là bà nội đó với ông nội là khiêng mấy chú này là chú con hay là cô? Chú. Chú hả? Rồi con cũng phụ nội vậy ha. Con thấy mà nội á mà lo cho cô chú gì nè, bị bệnh gì nè. Thấy có vất vả không con trai? Nói con trả lời con ở chung với nội ha. Rồi ví dụ cô chú mà bệnh mà bằng đêm mà nó có la không con? Có rồi. Dạ, con lật quá. Có cái sữa chưa? Má nè. Má nè. Giữ mặt. Giữ mặt nha, giữ miệng nha. Má nè. Cái này mình không vô đây mình lau thôi cô. Ảnh nhà trước lau nó sạch. Rồi. Xong. Kìa mắt dữ không? Má ha. Rồi bằng áo cho anh đi. Kìa bà nói gì? Bà nói gì là cô biết hơn gì không cô? Kêu quen quá hả? Dạ. Kìa nhím áo kìa. Áo gì đó. Lại giật đồ vậy. Giật được chơi phá quậy không vậy? Kìa kìa ổng giật kìa. Kéo một lần, kéo một lần, kéo một lần. Dạ. Dạ, nằm trước đây là tắm một tay ha. Trời ơi, tắm là từ người vậy đó cô. Dạ, tắm vậy đó. Giờ bọc tới ông anh nó vô ha. Dạ, đợi, nè. Kìa, cường cháu nội bọc tiếp vô. Ây dạ. Trời ơi. Chắc này là cô bọc đi tắm nha quý vị. Học mà cô cũng mạnh nghe. Cô cũng mạnh hả cô? Dạ. Chứ bây giờ mà ví dụ mà cô có chia sẻ là cô bệnh rồi thì không có ai mà để lo cho mấy anh ở đây. Dạ. Gì ơi. Cô cởi cái áo trước đi cô. Cởi cái áo trước đi. Này. Cô tắm cái lưng trước đi rồi từ từ tắm tại vì để cho mấy anh em con quay rồi hả cái tắm luôn. Ôi vất vả quá nha. Dạ. Má à. Má không. Con ra đây nè ha. Con ra đây tắm cho mát ha. Hướng này nè con. Ôi dạ.
chưa, từ từ. Dạ. Chưa, chưa, chưa. Rồi mỗi lần mà vô thì tắm như vậy mà đến khi mà không có ai thì mình nên cô, vì sao cô khuyên mấy anh này vô được cô? Sạch thì cô ẩm và thí sạch thì cô, sạch thì cô. Dạ, không có ai thì mình làm nên. Sạch cô ơi. Dạ. Ổng sạch kìa. Chưa chưa. Ôi chưa. Ơi, đụng đầu ổng kìa. Chưa. Sao ổng thẹo dít lúm đơn hả? Ông ba gai ổng đùng 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 vô dách vậy đó. Vậy đó hả? Ông khóc, tôi ổng quậy ông làm vậy dữ lắm. Sạch kìa cô. Ba cái sắt vậy ổng đùng kịch kịch vậy đó. Quậy á. Thẹo dít lúm hết đơn kìa. Kìa ổng sạch ổng kìa. Nó vậy đó. Đâu quậy kìa, quậy kìa. Vậy cho ba gai vậy lắm. Dạ. Má hả? Má hả? Dạ. Chưa, chứ mình. Má hả? Chưa. Kì tay cho. Kì tay hết không? Nó rồi. Ôi ôi kìa cái gì ơi. Quậy ơi, quậy ống quậy hay gì con? Ờ gì đó. Kìa đó ta. Cái miệng thôi. Má vậy chứ. Dạ mắt à. Mắt à. Dạ vô. Vô à. Thấy cái mắt. Thấy cái mắt. Cười cười thái á. Tắm thái á. Rồi, má rồi. Rồi, vô. Con nắm cái tay đi, dễ đi. Ừ, vậy đó. Nắm cái kia thôi. Dạ, hết cô. Má. Chết tệ, chết tệ. Cái này đồ đây nè. Nè, cái phân này. Ấu, ấu. Đây nè, mày nước miếng mày nhiễu nè. Má 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 à. Kê đầu lên để nặng đau ha. Anh đây, ở đây. Đó, nằm đây. Băng vô. Băng vô. Rồi, mở ra. Má ha. Chưa. Coi chỗ vô. Rồi mát quá. Thấy vất vả quá cười. Giờ lắng rồi. Giờ. Ui da. Giờ. Nằm đi. Má ha. Rồi. Đẹp trai à. Đẹp trai. Đi tắm nè, về với mình nè. Bưng rồi ra cho em đi. Đi vô ra thay đồ ha. Chị nó vô thay đồ hả cô? Dạ. Đái rồi. Đẹp rồi. Trời ơi, mỗi lần ngoài gì đó hả? Nó nằm đây đi ha. Nằm đây ha con. Lâu mình thôi cô. Dạ. Rồi tắm đi, trốn mắt. Cô, không mang cô tắm đi. Cô tắm cho cô bận đồ. Dạ. Cô tắm cho cái người chị gái này rồi đúng không vậy? Ôi ơi, cô bệnh mà cô luôn. Mấy người này là cô mắc di chuyển gì đó hả? Dạ.
Đẹp gái quá kìa. Dạ, dạ. Ô dạ. Rồi, gọi gì con? Trả lại cho chị con. Dạ. Ừ, trả chị ha. À. Cứ chơi đi. Ôi. Rồi. Con chích bả này cho anh nằm ha. Ừ, chích đó rồi. Ừ. Ngủ rồi anh chị này tối ngủ sao cô? Ngủ đây nè. Trải dài dài vậy đó. Có dân mụn không cô? Có chứ. Trong mụn bự lắm hả? Bự, mụn bự tốt ra đó đó. Rồi đặng cho mấy ông lăn hả? Dạ. Anh này ngủ mình cổng mình lên đó nè. Ông có lăn không? Không, tắn gối ra. Có khi nào mà ông ngủ mà ông lọt dưới luôn không cô? Con nó ba gai nó mới lọt. Cũng có lọt ha. Ba gai nó quậy á. Dạ. Nó lọt xuống vậy cái ẩm phải lên. Cũng lọt hoài vậy đó ha. Dạ. Rồi. Khi mấy đứa này nó giỡn đó, cái ông chịu ông la. Bắt đầu bò ra té. Hai người này giỡn ông chịu hả? Ừ. Kìa bà này mới giỡn. Dạ, dạ cô ơi, thì con thấy cô á thì cũng ngoài 50 mà mấy anh chị ở đây nè. Rồi cô lo mà tắm rửa cơm nước rồi có khi nào mà cô bệnh rồi anh chị đây không ai lo cho cô. Thì cũng có nghĩ vậy mà khi bệnh hoạn thì không ai lo, bị anh chị nó cũng đi mặn ở xa và có mình tôi với ổng nhà. Thì ổng mạnh thì ổng tiếp tục cấp đỉnh thôi chứ cũng ổng đường ông cũng đâu có bằng mình. Và khi mạnh giỏi cũng gì lỡ mà chết rồi mất rồi không biết ba nhỏ là ai lo ba nhỏ. Trong ngày nào thì mừng ngày đấy. Yeah. Sao cô không có tính cái phương án là gửi anh chị vô trong trung tâm những người khuyết tật cô? Không. Thì mạnh giỏi thì mình lo đi về chừng nào mình có mắt thì mà muốn tới nước đó chứ giờ không đành bỏ ba đứa nhỏ. Yeah. Con lo không ai bằng cha mẹ hết. Yeah. Thương nó lắm chứ đâu có đành đưa. Yeah. Hai bên. Kêu cháu nội ra cho nó phụ. Ừ, đúng rồi, cho anh Vĩnh vô đây. Bên lên đây nè Bên. Này là cô con gái. Ôi, mấy ảnh cũng về chơi đồ chơi vậy đó cô. Không phụ nội kìa. Thôi. Là đi là mời mắt khiêng lâu gì đó hả cô? Trời ơi. Trời ơi. Kìa kìa kìa, có lật kìa, con nhìn kìa. Bà này nhiêu tuổi rồi cô? Chị này nè. 31 ha. Ba mốt. Mày ơi. Cái gì ơi. Coi chừng ba lùi té không nha. Nằm lắc lắc gì đó hả cô? Dạ. Ôi, một mình thì cũng đã đuối rồi. Cô đút nha. Dạ. Rồi, dạ. Dạ Thanh Trúc xin chào cô chú anh chị. Thì Thanh Trúc bữa nay có ghé cái nhà của cái cô này là cổ có năm
Dạ, Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Dạ cô ơi, thì bữa nay á con lại đây, con chia sẻ một cái hoàn cảnh cô có ba người con bị bệnh. Sẵn đây á con có một cái phần viên. Viên này là của con ha. Con gửi cho cô để phụ giúp cho anh chị nè, cái phần nào hả cô? Dạ. Cái này là tiền cá nhân của con. Cũng chắc cảm ơn chú này nhiều nha. Dạ. Có ấy giúp đỡ mấy mạnh thường quân giúp đỡ rất là cũng mắc ơn nhiều. Vì hoàn cảnh cũng khó khăn. Vì ba đứa tật tôi ông bà giờ cũng đau ốm quá trời. Cái này thí dụ mà cô còn mình còn còn thiếu thốn cái gì mấy anh mấy chị nữa không cô? Chẳng hạn như niệm giường này kia đồ. Nếu cô có một cái ước mơ, cô ước mơ như thế nào, cô chia sẻ cho con và mọi người được biết thôi cô. Dạ. Đừng có đánh đâu con. Cô ước mơ, cô có ước mơ gì không cô? Mơ giờ có nhiều sức khỏe và lo bệnh cho mình giỏi là nuôi ba đứa cháu con nói gì đó. Dạ. Cô có cái ước mơ là để có tiền để lo cho ba đứa cháu này thôi chứ. Dạ, ba đứa con của cô. Ôi ôi. Nó cũng dạ Thanh Trúc xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và Thanh Trúc chúc cho cô chú anh chị một ngày thật nhiều niềm vui ạ.